6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất. Không đội nào có phong độ tốt như Viettel ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, để chinh phục chức vô địch, thế là chưa đủ. Thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh sẽ cần phải vượt qua thử thách tiếp theo mang tên Topelem Bình Định. Đội bóng luôn thể hiện được sự khó chịu mỗi khi bị đánh giá yếu hơn. 19:15 ngày 1 tháng 8 trên sân vận động Hàng Đẫy, câu lạc bộ Viettel Topelem Bình Định trực tiếp trên kênh VTV5. Kính mời quý vị khán giả đón xem.